Bến Đò, Bến Phà, Châu Giang cả nhà ơi. Bến Phà, Châu Giang đưa bà con mình Phà Châu Giang đưa bà con mình đi về Tân Châu ha cả nhà ha. Hôm nay tôi đến tôi ghi hình ở Bến Phà Châu Giang lại cho cả nhà mình xem. Cô chú anh chị ngày mới an lành ạ. Cô chú anh chị hôm nay thì chúng ta đến xem cái cảnh phà xuôi ngược để nối liền hai bờ đưa bà con mình sang từ Châu Đốc qua bên kia là Tân Châu ha cả nhà ha. Và còn đây là bến phà Châu Giang và dọc ngay đường đi đến Miếu Bà nha cả nhà. Và hiện tại thì tôi thấy có một chiếc phà đang ở bên Châu bên Tân Châu. Chuẩn bị cập bến đó cả nhà. Xa quá không biết cả nhà mình có nhìn thấy rõ không ạ? Có lẽ thấy nhưng không được rõ phải không? Dạ, như những lần trước đó, thì tôi đến phà Bắc An Hòa hay là phà Thuận Giang tôi quay cho cả nhà mình xem. Thì tôi xuống bến cảng, còn hôm nay thì xe khá đông cho nên là với lại là bến phà cũng bến phà Châu Giang thì cũng nhỏ, cả nhà cũng khá nhỏ cho nên là chật. Tôi không thể nào tôi xuống dưới đó để quay cận cảnh cho cả nhà xem được. Mong cả nhà tất cả thông cảm cho tôi nha. Ở đâu đó quê hương của chúng ta bây giờ hiện tại thì tôi thấy có rất nhiều sự thay đổi lớn. Từ những chiếc đò gỗ ngày xưa và bây giờ thay vào đó là những chiếc phà sắt. Vừa an toàn và thuận tiện cho bà con mình xuôi ngược sang sông để nối liền hai bờ của hai thị trấn như thế này. Dạ. Đây là bên phía bên Châu Đốc nha cả nhà. Dạ, còn chúng ta sang phà qua bên kia sông thì là thị trấn Tân Châu rồi cả nhà. Dạ, huyện Tân Châu. Nếu có dịp nào đó cô chú anh chị về thăm lại quê hương ha thì có dịp mà đi vào núi Sam để cúng viếng bà miếu bà Chúa Xứ thì hãy ghé lại xem phà Châu Giang. Thì chúng ta cũng sẽ đi ngang phà Châu Giang này và thấy có những bến phà và những chiếc xe xuôi ngược tấp nập nhộn nhịp như vậy này cả nhà, rất là vui phải không ạ? Thì tôi thấy thật tuyệt vời với hai chữ quê hương đó cả nhà. Quê hương của chúng ta đâu đâu cũng đẹp ạ. Và hiện tại bây giờ thì vấn đề lưu thông nối liền với những hai bờ sông như vậy để cho bà con mình thuận tiện giao thông qua lại thì bây giờ rất là tiện lợi chứ không như ngày xưa. Còn cảnh phải chờ đò phải khó khăn phải không cả nhà? Đẹp lắm mọi người ơi, nếu có dịp nào đó về thì mọi người hãy đến và tham quan ở trong núi Sam Bà Chúa Xứ ha. Thì chúng ta cũng đi ngang phà Châu Giang này nè, mình sang Tân Châu rất là gần luôn ạ. Chỉ cần một chuyến phà thôi là chúng ta đã sang từ Châu Đốc qua Tân Châu nha cả nhà. Tôi sắp xếp thời
thời gian tôi sẽ có một chuyến từ Châu Đốc này sang Tân Châu, làm một lộ trình cho cả nhà mình xem nữa nha. Dạ.
mới thật là an lành, thật nhiều sức khỏe và luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc bên gia đình, bên những người thân yêu của mình nha. Xin chào tạm biệt những chuyến phà thân thương. Xin tạm biệt những người con quê hương. Còn một chút xíu pin nữa tôi sẽ quay hết cho cả nhà mình xem nha. Đẹp quá cả nhà ơi. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.